Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Năm ngày 19 tháng 6 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cục Hải sự Trung Quốc đưa tin nước này tiếp tục đưa giàn khoan dầu thứ hai ra Biển Đông. Động thái này được các chuyên gia quốc tế đánh giá là sẽ làm căng thẳng thêm tình hình tại khu vực này. Việt Nam nên lựa chọn tòa án quốc tế nào để khởi kiện Trung Quốc? Nhiều gợi ý đã được các chuyên gia về công pháp đưa ra nhằm giúp chúng ta có thể giành được những kết quả khả quan. Bộ Xây dựng công bố nguyên nhân của hàng loạt các vụ vỡ ống nước, dẫn nước sạch sông Đà, trái ngược hoàn toàn với những thông tin mà chủ đầu tư là Vinaconex đưa ra trước đó. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc vừa công bố có ít nhất 356 người đã thiệt mạng kể từ khi Ukraine tiến hành chiến dịch chống khủng bố ở các tỉnh miền đông là Luhansk và Donetsk. Mỹ trao Giải thưởng Lương thực Thế giới năm 2014 cho các nhà khoa học có đóng góp to lớn cho việc đảm bảo an ninh lương thực cho nhân loại. Theo như thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong ngày hôm nay 19 tháng 6, giàn khoan 981 đã không thay đổi vị trí. Lực lượng bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc vẫn duy trì ở số lượng lớn, chủ động ngăn chặn, áp sát tàu thực thi pháp luật và tàu cá của Việt Nam ở một khoảng cách rất gần. Tuy nhiên, thì các tàu cá của ta vẫn hỗ trợ nhau bám ngư trường truyền thống. Vào ngày hôm nay, Trung Quốc huy động khoảng 106 đến 115 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan 981. Trong đó nhiều nhất là tàu hải cảnh và tàu cá. Ngoài ra, Trung Quốc vẫn duy trì từ 12 đến 14 tàu vận tải, 17 đến 19 tàu kéo và 5 tàu quân sự ở khu vực này. Khi các tàu thực thi pháp luật của ta cơ động vào các giàn khoan 9 đến 10 hải lý để tiếp tục đấu tranh, tuyên truyền thì các tàu của Trung Quốc thường xuyên áp sát, chủ động ngăn cản, ép hướng, áp sát tàu của ta với khoảng cách rất gần, chỉ từ 50 đến 200 mét. Trung Quốc còn tổ chức từ 35 đến 38 tàu cá với sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh 46102, 44608 tiến hành dàn hàng ngang, ngăn cản tàu cá của ta không cho hoạt động ở gần giàn khoan. Nhưng dưới sự hỗ trợ của tàu kiểm ngư và cảnh sát biển, các tàu cá vẫn đảm bảo an toàn và tiếp tục bám ngư trường truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cộng đồng thế giới đã phản ứng mạnh mẽ trước sự việc này. Tuy nhiên, giấc mộng bành trướng Biển Đông của Trung Quốc chưa dừng lại ở đó. Vào ngày 17 tháng 6, trang web Cục Hải sự Trung Quốc đã đưa tin Trung Quốc tiếp tục đưa giàn khoan dầu thứ hai ra Biển Đông. Theo thông tin từ Cục Hải sự, tàu kéo Đức Gia kéo giàn khoan Nam Hải số 9 từ vị trí có tọa độ 17 độ 38 phút vĩ độ Bắc, 110 độ 12,3 phút kinh độ Đông, tới vị trí có tọa độ 17 độ 14,1 phút vĩ độ Bắc, 109 độ 31 phút kinh độ Đông, trên Biển Đông. Giàn khoan này dự kiến di chuyển từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6. Giàn khoan Nam Hải số 9 có chiều dài tổng cộng 600 mét và tốc độ di chuyển khoảng 4 hải lý một giờ. Giàn khoan Nam Hải số 9 được chế tạo năm 1988 và nặng 21.714 tấn. Theo thiết kế, giàn khoan Nam Hải số 9 vận hành tốt trong điều kiện sức gió 110 km một giờ và hải lưu 4 km một giờ. Tăng khả năng chống chọi tối đa của giàn khoan này là gió mạnh 190 km một giờ với hải lưu 4,8 km một giờ. Giàn khoan Nam Hải số 9 là loại giàn khoan nửa chìm nửa nổi do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giàn khoan Trung Quốc, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc, quản lý và vận hành. Giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang ồ ạt chế tạo các giàn khoan nhằm phục vụ tham vọng khai thác dầu khí để giải quyết cơn khát năng lượng và âm mưu độc chiếm Biển Đông. Trước thông tin Trung Quốc chuẩn bị hạ đặt giàn khoan thứ hai tại Biển Đông, không chỉ có Việt Nam mà các nước trong khu vực cũng lo ngại về hành động này. Trao đổi với VTC14 trong sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines ông Jacques Jose cho biết nếu như Trung Quốc hạ đặt giàn khoan thứ hai sẽ chỉ làm gia tăng thêm căng thẳng và đe dọa hòa bình ổn định ở khu vực. Xin ông cho biết quan điểm của chính phủ Philippines về việc Trung Quốc đang tiến hành xây dựng các công trình và thay đổi hiện trạng các đảo thuộc khu vực quần đảo Trường Sa trong những ngày gần đây. Chính phủ Philippines vẫn đang xem xét các hành động này của Trung Quốc. Những hành động này được cho là hành động khiêu khích với mục đích hoàn thành kế hoạch phát triển mà trong chương trình nghị sự của Trung Quốc đã đề ra. Trung Quốc đang âm mưu thay đổi hiện trạng của các hòn đảo tại quần đảo Trường Sa
trước khi Tòa án Trọng tài Quốc tế có quyết định mang tính ràng buộc cho Trung Quốc về ứng xử tại Biển Đông. Nhưng mục đích này của Trung Quốc sẽ không thể thực hiện được, vì theo luật pháp quốc tế, phán quyết cuối cùng sẽ chỉ dựa trên hiện trạng ban đầu của các hòn đảo. Trung Quốc đã từng thẳng thừng bác bỏ không chấp nhận giải quyết vấn đề Biển Đông theo trình tự pháp luật quốc tế. Philippines sẽ làm gì tiếp theo nếu Trung Quốc vẫn từ chối phản biện của Philippines qua Tòa án Trọng tài Quốc tế? Chính phủ Philippines tin rằng bản thân Trung Quốc biết rất rõ rằng đường chín đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Đó là lý do tại sao Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc tham gia tố tụng. Tòa án Trọng tài Quốc tế là một giải pháp mở, thân thiện và hữu ích nhất với các tranh chấp hàng hải. Đấu tranh bằng luật pháp quốc tế là công bằng cho tất cả các bên, và chúng tôi tin rằng sẽ có những phán quyết cuối cùng rõ ràng cho tất cả các nước trong khu vực. Những gì mà Trung Quốc đã làm chỉ mang lại sự nghi ngờ cho các nước ASEAN về hiệp ước láng giềng tốt đẹp và các hợp tác hữu nghị mà Trung Quốc đã đề xuất trước đây. Tôi nghĩ rằng việc Philippines và Việt Nam cũng như các nước trong khu vực thời điểm này cần đoàn kết để chống lại tham vọng của Trung Quốc là hết sức cần thiết. Đã có thông tin Trung Quốc đang chuẩn bị hạ đặt một giàn khoan thứ hai tại Biển Đông. Ông nghĩ gì về hành động này của Trung Quốc? Nếu thông tin này chính thức được xác nhận, thì tôi nghĩ rằng đây tiếp tục là hành động khiêu khích đầy toan tính của Trung Quốc. Chuyến thăm của ông Dương Khiết Trì đến Hà Nội rõ ràng là minh chứng cho những âm mưu tuyên truyền quốc tế mà Trung Quốc đang làm. Thế nhưng điều này sẽ chỉ càng làm gia tăng căng thẳng và đe dọa hòa bình trong khu vực, vì các nước sẽ càng thêm nghi ngờ và cảnh giác trước những hành động tiếp theo của Trung Quốc. Xin cảm ơn ngài đã dành thời gian cho chương trình. Trong một động thái khác, vào ngày hôm nay, Philippines đã tuyên bố sẽ đề nghị Tòa án Liên Hợp Quốc về luật biển xúc tiến giải quyết sớm đơn kiện của Philippines liên quan đến yêu sách đường lưỡi bò của Bắc Kinh trên Biển Đông trong năm 2014 hoặc đầu năm 2015. Ngoài ra, Philippines cũng tố hơn 10 tàu Trung Quốc đang xâm phạm lãnh hải của Philippines. Vào ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, một biên bản đề nghị sẽ được gửi cho Tòa án Liên Hợp Quốc về luật biển. Đề nghị tòa án này xúc tiến đơn kiện của Philippines trong năm 2014 hoặc đầu năm 2015. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cho rằng việc sớm xử lý đơn kiện của Philippines là cần thiết bởi vì tình hình ngày càng trở nên tồi tệ từng ngày ở Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ đơn kiện của Philippines, tuyên bố không tham gia phiên phân xử. Tòa trọng tài thường trực đã yêu cầu Trung Quốc trong vòng 6 tháng, đến giữa tháng 12, phải trả lời đơn kiện của Philippines, nhưng Trung Quốc cũng đã từ chối. Manila còn tố cáo Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động bồi đắp tại đảo Gạc Ma, bãi đá Canderon và đá Gaven. Tàu Trung Quốc đã tập kết đất đá, vật liệu xây dựng trên đá chữ thập ở phía nam bãi Cỏ Mây với ý đồ xây dựng một đảo nhân tạo trên bãi đá này. Hồi đầu năm, báo giới Trung Quốc còn đưa tin hải quân nước này đã thảo kế hoạch chi tiết để chiếm đảo thị tứ của Việt Nam. Hơn một tháng rưỡi kể từ ngày Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trên vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, trong khi Việt Nam kiên trì vận động tuyên truyền thì Trung Quốc vẫn tiếp tục có hành vi hung hăng tấn công các tàu chấp pháp, tàu cá của Việt Nam và chưa hề có động thái cho thấy ý định rút giàn khoan về. Trước thái độ ngang ngược, coi thường pháp luật quốc tế của Trung Quốc, dư luận trong nước và quốc tế đều đồng lòng cho rằng đã đến lúc chúng ta phải sử dụng đến công cụ pháp lý, tức là khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Tuy nhiên, lựa chọn tòa án nào là vấn đề không hề đơn giản. Phóng viên VTC14 đã trao đổi với một số chuyên gia về luật biển và công pháp quốc tế để tìm câu trả lời cho câu hỏi này. Theo luật pháp quốc tế, Việt Nam có quyền khởi kiện Trung Quốc ở nhiều tòa án quốc tế khác nhau. Trong đó, Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc ở La Hay, Trọng tài Quốc tế và Tòa án Quốc tế về luật biển là ba địa chỉ uy tín và khả thi nhất. Tuy nhiên, mỗi tòa án lại có những nguyên tắc, tôn chỉ và tiến trình thụ lý khác nhau. Do đó, tùy vào các mục đích khởi kiện mà Việt Nam sẽ phải xây dựng các bộ hồ sơ kiện khác nhau sao cho được tòa án đó chấp nhận thụ lý vụ án. Để chọn cơ quan tài phán nào, Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc hay Tòa án Luật biển hay là Tòa án Trọng tài hay Tòa án đặc biệt thì cần phải có sự nghiên cứu từ cái chức năng quy trình thủ tục tố tụng của các cơ quan tài phán này, cũng như phải căn cứ vào từng cái vị trí, khu vực tranh chấp để chúng ta có sự tính toán kỹ lưỡng để chọn cơ quan nào. Nếu đưa ra trọng tài quốc tế, Việt Nam có thể yêu cầu xác định giá trị pháp lý của đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra, giống như Philippines đang làm.
Tuy nhiên, Việt Nam hiện có bằng chứng đầy đủ, cơ sở pháp lý vững vàng hơn Philippines rất nhiều. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể đưa vụ kiện ra Tòa án Công lý Quốc tế La Hay hoặc Tòa án Luật biển ở Hamburg. Theo tôi, Việt Nam có thể kiện ra Tòa án Quốc tế về luật biển, vì cả Trung Quốc và Việt Nam đều tham gia ký kết Công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc. Thêm nữa, Việt Nam cũng có nhiều chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để chứng minh đường chín đoạn mà Trung Quốc đưa ra là vô lý. Như vậy, khả năng thắng kiện của Việt Nam sẽ cao hơn. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay vẫn là việc các tòa án này thường chỉ thụ lý khi cả hai bên đồng thuận tham gia. Trong khi Trung Quốc từ lâu đã tuyên bố rằng sẽ không tham gia bất kỳ vụ kiện nào liên quan đến chủ quyền của họ. Do đó, đơn kiện của Việt Nam có thể sẽ bị bác, không được tòa tiếp nhận nếu Trung Quốc không chịu làm bị đơn. Tuy nhiên, hiện nay, Tòa án Luật biển có thêm một điểm rất tiến bộ trong phụ lục 7 đã đưa thêm cơ chế đơn phương khởi kiện trong những vấn đề liên quan đến giải thích và áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Vì thế, nếu khéo léo, đơn của Việt Nam có thể được tòa thụ lý. Đấu tranh ngoại giao thông thường. Cái đó là tùy thuộc vào cái xây dựng hồ sơ của chúng ta, cái cách nghiên cứu về tố tụng của chúng ta với cái sự tư vấn của các cái chuyên gia luật pháp quốc tế để chúng ta có thể vận dụng được cái phụ lục 7, đó là cái thẩm quyền đơn phương của tòa, tức là thẩm quyền của tòa mà có thể giải quyết theo cái gọi là trọng tài bắt buộc. Tòa Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc dù không có cơ chế kiện đơn phương này, song Việt Nam vẫn phải nộp đơn khởi kiện tại đây, bởi hành động này mang lại cho chúng ta nhiều ưu thế. Nếu bây giờ Trung Quốc không thừa nhận thẩm quyền của Tòa án Công lý Quốc tế, chúng ta thách kiện Trung Quốc trước Tòa án Công lý Quốc tế chẳng hạn như vậy, thì cũng đây là một cái đòn ngoại giao, một cái đòn về chính trị thế. Một nước nhỏ nước mà lại dám khởi kiện, mà ông là một ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, một siêu cường, ông lại có thẩm phán tại đó. Tại Tòa án Công lý Quốc tế mà ông từ chối thì chứng tỏ ông là ai chứ? Chỉ cần đó thôi cũng đã thấy được là cái chính nghĩa của chúng ta thế nào và lột tả được cái phi nghĩa của Trung Quốc như thế nào. Những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc cho thấy họ sẽ không chịu dừng lại cho đến khi độc chiếm được Biển Đông. Do đó, bên cạnh những hành động đấu tranh trên thực địa và trên mặt trận tuyên truyền, sớm hay muộn chúng ta cũng phải tính đến một cuộc chiến pháp lý, đưa vấn đề Hoàng Sa Trường Sa ra tòa án quốc tế phân xử. Đây có lẽ cũng là giải pháp hiệu quả, văn minh và lâu dài nhất. Không chỉ có việc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và ngày hôm qua trang tin One China Times cũng đưa tin, văn phòng đăng ký bất động sản thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc cho biết nước này sẽ công nhận quyền sở hữu và sử dụng bất động sản trên biển và đảo thuộc cái mà Trung Quốc gọi là thành phố Tam Sa. Rõ ràng những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông đang trái với luật pháp quốc tế. Economic Observer dẫn nguồn tin từ văn phòng đăng ký bất động sản thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc vào ngày hôm qua cho biết bất động sản cụ thể ở đây là đất, vùng biển và đảo, nhà ở, những tòa nhà, rừng cây và các vật thể bất di bất dịch. Nguồn tin xác nhận thành phố Tam Sa, đơn vị hành chính phi pháp nước này lập, bao gồm cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, sẽ nằm trong kế hoạch mới. Hệ thống đăng ký quyền sử dụng bất động sản mới sẽ được Trung Quốc áp dụng vào năm 2018. Thời gian gần đây, Trung Quốc còn tăng cường các hoạt động xây dựng trái phép, bao gồm có xây dựng trường học phi pháp tại đảo Phú Lâm, nằm trong quần đảo Hoàng Sa, và xây đảo nhân tạo ở bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đài Loan cũng đã chi 100 triệu đô la Mỹ xây dựng cầu cảng trái phép ở đảo Ba Bình thuộc Trường Sa của Việt Nam. Ngày hôm nay, tàu cứu nạn của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã lai rát thành công tàu cá BD91377 của ngư dân Bình Định sau 15 giờ lênh đênh trên biển vào bờ an toàn. Tàu BD91377TS có công suất gần 400 mã lực, hành nghề đánh bắt cá ngừ đại dương kết hợp với câu mực ở gần đảo Trường Sa lớn, tỉnh Khánh Hòa, được hơn nửa tháng thì bị hỏng máy, trôi tự do trên biển trong điều kiện gió cấp 5, cấp 6, biển động. Do gặp thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của các ngư dân, thuyền trưởng tàu BD91377 đã điện báo qua tần số cứu hộ cứu nạn hàng hải của Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam nhờ trợ giúp. Nhận được thông báo, tàu cứu hộ của đồn biên phòng cửa khẩu Phú Quý lên đường tìm kiếm và phát hiện tàu Bình Định trôi dạt ở vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 42 hải lý về hướng đông. Trên tàu có 11 người. Hiện sức khỏe của mọi người trên tàu đều ổn định. Sau khi sửa chữa xong tại đảo Phú Quý và tiếp đủ nhiên liệu, sẽ trở lại đánh bắt ở vùng biển Trường Sa.
Vào khoảng 18h30 ngày 18 tháng 6, một vụ cướp tiệm vàng táo tợn đã xảy ra trên địa bàn phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hai đối tượng chưa rõ lai lịch đã ngang nhiên dùng súng uy hiếp những người trong tiệm vàng Kim Nguyệt nằm trên đường Kha Vạn Cân, ấp Bình Đường 2, cướp đi 18 cây vàng. Vụ việc đã gây chấn động dư luận vì từ trước đến nay thì đây là một địa bàn đông người qua lại, an ninh tương đối ổn định. Vài giờ sau vụ việc dùng súng uy hiếp cướp tiệm vàng, hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường. Chiếc tủ kính bị vỡ đang chờ được sửa chữa thay thế. Tuy nhiên, những người trong gia đình chủ tiệm vàng Kim Nguyệt vẫn chưa hết bàng hoàng. Mặc cho tiệm vàng đã trang bị hệ thống an ninh với 2 camera giám sát và lực lượng bảo vệ túc trực 24/24 tại cửa hàng, hai đối tượng lợi dụng trời mưa vắng người qua lại, một bảo vệ vắng mặt do đi ăn tối, đã ập vào dùng súng đe dọa chủ tiệm vàng. Theo lời kể của chủ tiệm vàng, hai đối tượng xuất hiện từ hướng chợ Thủ Đức, đi trên xe máy hiệu Way không rõ biển số. Tên ngồi sau nhảy xuống rút súng khống chế, khiến bảo vệ nằm dài xuống đất. Tên cầm lái thả xe bên ngoài, tay cầm búa chạy đến đập vỡ tủ kính, lấy một số lượng vàng lớn, rồi cả hai ra xe bỏ chạy về hướng cầu vượt Linh Xuân. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra và truy xét hai đối tượng táo tợn dùng súng cướp tiệm vàng để xử lý nghiêm trước pháp luật. Chúng tôi xin được tiếp tục thông tin về vụ ngộ độc do ăn bọ xít đen ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Hiện 20 bệnh nhân vẫn đang được cấp cứu, trong đó có 2 trường hợp ở trong tình trạng nguy hiểm. Vụ ngộ độc cũng khiến cho một nạn nhân 60 tuổi tử vong sau 2 ngày điều trị. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, hiện 4 trường hợp nặng đang được điều trị tại khoa hồi sức. Trong đó có 2 bệnh nhân men gan tăng cao, tế bào gan bị hủy hoại và 2 bệnh nhân men gan không tăng, tỉnh táo, tiếp xúc bình thường. Hiện tại cả 4 bệnh nhân này đang được truyền dịch, hỗ trợ tế bào gan để điều trị triệu chứng, theo dõi chức năng gan, thận, đông máu. Trước đó ngày 12 tháng 6, ông Lường Văn Mừng ngoài 60 tuổi cùng 2 cháu nội ra ruộng lúa gần nhà bắt được khoảng 4 kg bọ xít có màu đen, đem về xào ăn và mời thêm anh em hàng xóm. Được một lúc, ông Mừng kêu đau từ cổ xuống ngực, lưng và toàn thân bị tê không cử động được. Hơn 20 người ăn bọ xít cũng bị hiện tượng tương tự. Ngay sau đó, ông Mừng được đưa đến bệnh viện huyện Than Uyên nhưng đã tử vong sau 2 ngày cấp cứu. Đây không phải là những trường hợp đầu tiên bị ngộ độc do ăn bọ xít. Trước đó, vào ngày 1 tháng 8 năm 2011, cũng tại Sìn Hồ, Lai Châu, 3 người rơi vào tình trạng nguy hiểm khi ăn bọ xít. Điều đáng nói, món ăn này được coi là truyền thống của các dân tộc tại địa phương này. Một vụ ngộ độc cá nóc nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Hậu Giang. 6 người đã phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân là 5 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Khá, 62 tuổi, và bà Bùi Thị Há, 61 tuổi, và một người hàng xóm cùng ngụ ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ngày 17 tháng 6, gia đình bà Há nhập viện cấp cứu trong tình trạng tê lưỡi, tay chân và toàn thân. Người hàng xóm ăn ít đã kịp tự sơ cứu. Người nhà các bệnh nhân kể lại, trưa ngày 17 tháng 6, bà Há ra chợ mua cá nóc mít nước ngọt về nấu canh chua. Sau khi ăn, cả 6 người xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau bụng, nôn mửa. Người cao tuổi trong gia đình xuất hiện co giật và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cấp cứu. Cá nóc mắt đỏ được người dân miền Tây gọi là cá nóc mít, thường sống ở những thủy vực có dòng chảy. Độc tố của loài cá nóc nước ngọt này được xác định là tetrodotoxin, tương tự như độc tố cá nóc biển Việt Nam và một số loài sinh vật độc khác như so biển, cóc và mực đốm xanh. Kích cỡ và trọng lượng khá nhỏ nên người dân thường ăn toàn bộ cơ thể cá nóc mít, khiến khả năng ngộ độc rất cao. Độc tố nhiều nhất ở cơ quan sinh dục và gan, có thể gây tử vong cho người ăn. Một nhóm các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Tự do Bruxelles, Học viện Nghiên cứu Vật nuôi Quốc tế, Đại học Oxford Anh và Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc cho rằng, ngoài Trung Quốc, có thêm 5 nước ở châu Á, trong đó có Việt Nam, có thể sẽ bị virus cúm gia cầm chủng H7N9 tấn công. Nguyên nhân chính là do việc giao lưu đi lại của người dân Việt Nam với Trung Quốc rất thường xuyên, cộng với tình hình gia cầm nhập lậu vẫn nóng ở các tỉnh biên giới, nên nguy cơ dịch cúm AH7N9 xâm nhập vào Việt Nam cũng rất cao. Mặc dù đã có sự giám sát kiểm dịch từ các cửa khẩu chính ngạch, nhưng mầm bệnh có thể xâm nhập từ hàng chục đường tiểu ngạch ở dọc biên giới. H7N9 là một chủng virus cúm A đã cướp đi mạng sống của khoảng 100 người kể từ khi nó xuất hiện hồi tháng 3 năm 2013 tại Trung Quốc. Ban đầu, H7N9 làm dấy lên nỗi lo sợ về khả năng dễ dàng lây nhiễm từ người sang người và dẫn đến dịch bệnh toàn cầu. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định không có một bằng chứng nào cho thấy khả năng lây lan virus này từ người sang người, mặc dù có một số trường hợp nhiễm bệnh trong cùng một gia đình.
Gần 2 tuần sau vụ lốc xoáy lật úp thuyền khiến cho 2 người tử vong trên Hồ Tây, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Song xung quanh sự việc này thì trách nhiệm của các đơn vị quản lý khu vực Hồ Tây ở đây chính là Ban Quản lý Hồ Tây khi tai nạn xảy ra dường như chưa được nhắc đến. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên VTC14. Gần 2 tuần sau vụ lốc xoáy làm lật úp thuyền khiến 2 người tử vong, các hoạt động trên Hồ Tây vẫn diễn ra bình thường. 16 giờ chiều, hàng chục thuyền thể thao vẫn tự do đi lại trên lòng hồ. Đáng lưu ý, tình trạng người dân đi thuyền ra lòng hồ câu cá vẫn còn. Đây là hoạt động bị cấm tại đây. Tuy nhiên, không hề thấy sự có mặt của đơn vị quản lý Hồ Tây đến tuần tra nhắc nhở. Thời gian là thường thường là vào buổi sáng là 6 giờ sáng. Thì có người dân người ta không biết là thuê hay là thuyền của người ta đi du lịch trên hồ. Khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 6, anh Nguyễn Hà và anh Đỗ Đức Minh đều 28 tuổi, trú tại Hà Nội, chèo thuyền thể thao từ đường ven Hồ Tây đến phủ Tây Hồ cùng 2 thuyền khác thì bất ngờ gặp mưa to, dông lốc. Do không kịp quay lại bờ, thuyền anh Minh và anh Hà đã bị gió đánh lật úp. Một ngày sau, xác của cả hai anh mới được tìm thấy. Tôi khẳng định là chúng tôi không nhận được bất cứ đơn từ xin phép, kể cả dù chỉ bằng điện thoại của các thanh niên này, cũng như là của người chủ cho thuê cái thuyền là hoạt động trên Hồ Tây trong ngày hôm đó. Khi chúng tôi nhận được thông tin thì lúc đấy là sự việc đã xảy ra rồi. Nhưng theo các luật sư, việc chèo thuyền của hai nạn nhân dù tự ý hay được phép cũng đều nằm trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý Hồ Tây. Cũng đồng nghĩa với việc Ban Quản lý Hồ Tây phải ngăn chặn kịp thời việc vi phạm của người dân để giảm thiểu nguy cơ tai nạn có thể xảy ra. Về cái trách nhiệm của đơn vị quản lý trực tiếp Hồ Tây, đây là Ban Quản lý Hồ Tây trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ. Họ phải quản lý cái phương tiện ra vào lòng hồ và cái việc sinh hoạt của cá nhân hai cậu thanh niên này trên cái lòng hồ này. Theo đại diện Ban Quản lý Hồ Tây, hiện Ban có 16 bảo vệ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đường bộ ven hồ, hoạt động 16 trên 24 giờ mỗi ngày. Cùng với đó là 3 xuồng tuần tra trên mặt hồ, một tuần tối đa 4 lần, trừ những trường hợp đặc biệt. Đối với sự việc hôm ngày 4 tháng 6, thì khi bắt đầu có dấu hiệu dông gió, thì lực lượng Ban Quản lý Hồ Tây chúng tôi đã khẩn trương thông báo tới tất cả các đơn vị có phương tiện hoạt động thủy trên Hồ Tây, khẩn trương đưa phương tiện vào bến bãi và neo đậu chằng buộc cẩn thận, và không cho các đơn vị doanh nghiệp này cho thuê tàu thuyền hoặc là đưa người dân ra du lịch hồ trong lúc khi mà đang có dông gió. Song dường như phương án trên của Ban Quản lý Hồ Tây chưa thực sự phát huy hiệu quả khi để lọt 3 thuyền chèo trên hồ, trong đó có thuyền của 2 nạn nhân xấu số. Họ chưa hề xin phép thì trách nhiệm này thuộc cả hai người thanh niên cũng có lỗi, và Ban Quản lý Hồ Tây cũng để cho phương tiện xâm nhập mặt hồ một cách mà không phát hiện được ra, thì trường hợp này cả hai bên đều có lỗi. Rõ ràng trách nhiệm của đơn vị quản lý mặt Hồ Tây ở đây là không thể phủ nhận. Có phương án đảm bảo an toàn song chưa phát huy hiệu quả, không sát sao phát hiện ngăn chặn kịp thời vi phạm trên mặt hồ. Nếu không có biện pháp khắc phục, tai nạn tương tự rất có thể tiếp tục xảy ra. Sự cố vỡ đường ống nước sông Đà xảy ra liên tiếp 7 lần trong 3 năm qua đã khiến cho cuộc sống của hơn 70.000 hộ dân thủ đô nhiều lần bị đảo lộn. Thế nhưng, trong suốt từng ấy thời gian, câu trả lời quen thuộc từ phía đơn vị chủ đầu tư là Vinaconex là chưa rõ nguyên nhân hoặc có thể là do nền đất yếu. Và ngày hôm nay, Bộ Xây dựng hoàn toàn phủ nhận lý do mà Vinaconex từng đưa ra và công bố các nguyên nhân dẫn đến sự cố của công trình quan trọng này. Trong đó, chất lượng đường ống và quá trình thi công mới là nguyên nhân chính. VTC14 đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình thuộc Bộ Xây dựng để có thể có những thông tin chi tiết hơn về vấn đề này. Sau hơn 2 tháng kiểm tra và đánh giá về đường ống nước sông Đà, vậy thì theo Bộ Xây dựng thì đâu là nguyên nhân dẫn đến sự cố vỡ đường ống liên tiếp trong thời gian vừa qua? Thứ nhất là nguyên nhân trực tiếp. Thì nguyên nhân trực tiếp đầu tiên phải kể đến đấy là chất lượng của ống không được đều. Tại một số vị trí của ống thì xuất hiện hiện tượng bong rồ, tách lớp, một số chỉ tiêu cơ lý thì không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thì thứ hai là đường ống phải chịu các cái tải trọng bất lợi trong quá trình thi công. Và trong quá trình thi công thì có rất nhiều đoạn ống hư hỏng. Tất nhiên là đoạn ống này đã được thay thế rồi bởi các nguyên nhân như là va đập hoặc bỏng lắp, hay sạt trượt hố móng,
hay là quá trình bị đẩy nổi trong quá trình thi công. Về nguyên nhân gián tiếp, hạn chế về kinh nghiệm của các nhà thiết kế cũng như nhà sản xuất gia công lắp đặt các cái ống cốt sợi thủy tinh phục vụ cho truyền tải nước ở Việt Nam. Như ông có vừa nói thì việc mà sử dụng vật liệu composite sợi thủy tinh là một trong những nguyên nhân dẫn tới cái sự cố vỡ đường ống nước. Và trước đó thì nhiều chuyên gia cho rằng cái vật liệu này chỉ phù hợp để sử dụng làm ống công nước thải ở một số nước tiên tiến. Vậy thì quan điểm của Bộ Xây dựng là như thế nào ạ? Thì chúng tôi thấy rằng là trên thế giới có rất nhiều các cái công trình tương tự. Họ sử dụng các cái vật liệu ống đường ống composite rất bình thường ở Mỹ, ở Úc thì hiện nay vẫn đang tồn tại. Tuy nhiên cái việc kiểm soát nó, gia công chế tạo nó, thiết kế nó và các cái quy trình kỹ thuật kiểm soát khắt khe nó thì là khác nhau. Và đấy là những yếu tố mà chúng ta chỉ sơ sẩy một câu nào đó thì sẽ dẫn đến cái hậu quả. Vậy thì có hay không việc Nhật Bản hay Hàn Quốc có sử dụng vật liệu composite sợi thủy tinh vào việc tạo nên là ống cống nước thải ạ? Như cái thông tin đấy là rất đúng, vẫn có, vẫn sử dụng. Vậy thì giải pháp để khắc phục được cái sự cố vỡ đường ống nước này là gì ạ? Thứ nhất là phải kiểm soát áp lực và lưu lượng toàn tuyến nói chung để có thể phát hiện sớm, kịp thời đưa ra các giải pháp trên các cái thiết bị cảnh báo sớm hiện nay lắp đặt để theo dõi, kết hợp đấu nối cung cấp nguồn nước để phục vụ người dân khi sự cố xảy ra. Đối với tổng công ty xuất khẩu Vinaconex thì phải sớm làm các cái thủ tục, hoàn thiện các thủ tục để mà triển khai đầu tư xây dựng cái dự án cả cái tuyến số 2, cái tuyến truyền tải nước giai đoạn 2, kịp thời là hỗ trợ cho cái tuyến số 1. VTC 14 xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Chuyển sang phần tin quốc tế, trong khi Tổng thống Ukraine đã đưa ra đề xuất ngừng bắn ở miền Đông thì trên thực tế máu vẫn chảy ở khu vực này. Mới đây, Liên Hợp Quốc đã thống kê có ít nhất 356 người, trong đó có 257 người dân thường đã thiệt mạng kể từ khi Ukraine tiến hành chiến dịch chống khủng bố ở các tỉnh miền Đông là Lugansk và Donetsk. Trong số người thiệt mạng có 14 trẻ em. Các thống kê này do Ủy ban đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Ukraine chuẩn bị và được lãnh đạo phòng châu Âu của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền là Gazani Mangazeni trình bày. Hôm qua, Ủy ban điều tra của Nga đưa ra con số thống kê cho rằng hơn 100 người dân đã thiệt mạng, 200 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy khi Kiev tiến hành chiến dịch quân sự ở miền Đông. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói quân đội Nga sẵn sàng triển khai ở Ukraine hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Thực tế đó đã được chứng minh khi trong ngày hôm nay, một đội máy bay ném bom thế hệ mới Su-34 đã được Nga đưa tới một căn cứ không quân ở phía nam đất nước, khu vực giáp với biên giới Ukraine. Su-34 là loại máy bay ném bom thế hệ mới, có nhiều tính năng ưu việt hơn, có khả năng bay cao tối đa 15.000 mét và bay xa 7.000 km. Nó có khả năng bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao nhất trong những lần diễn tập khác nhau, dưới bất kỳ điều kiện thời tiết nào, bất kể đêm hay ngày. Căn cứ không quân mà Nga sẽ triển khai các máy bay thế hệ mới này ở vùng Rostov, không xa khu vực đang có giao tranh dữ dội giữa quân Ukraine và lực lượng ly khai ủng hộ Nga. Việc điều máy bay diễn ra sau cú điện thoại muộn giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng nhiệm Ukraine sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ. Nhiều người Mỹ đang trong tâm trạng rất hoang mang khi hàng loạt chó cưng của họ đã chết vì ăn các thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Ủy ban Quốc hội Mỹ cho hay họ vẫn đang điều tra nguyên nhân chính xác cái chết bí ẩn của hơn 1.000 con chó này. Hai nhà bán lẻ đồ ăn chó mèo lớn nhất nước Mỹ là Petco và PetSmart tuyên bố họ sẽ loại bỏ tất cả các sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc trong những tháng tới đây, trong bối cảnh khách hàng ngày càng nghi ngờ về mức độ an toàn và thành phần của các sản phẩm này. 60% số chó thuộc đủ kích cỡ, đủ các loại tuổi, có các triệu chứng về dạ dày, ruột, trong khi 30% bị các vấn đề về thận, trong đó có một căn bệnh về thận rất hiếm gặp, có tên gọi là hội chứng Fanconi. Vì chưa xác định được nguyên nhân gây ra các căn bệnh này và chúng ta chưa có biện pháp nào để giám sát các sản phẩm để đảm bảo an toàn, nên các doanh nghiệp và nhà chức trách có rất ít lựa chọn. Những lo lắng về chất lượng của đồ ăn chó mèo sản xuất ở Trung Quốc bắt đầu bùng lên ở Mỹ từ năm 2007, khi hóa chất độc hại melamine được phát hiện trong một số sản phẩm của Trung Quốc, làm dấy lên làn sóng triệu hồi sản phẩm quy mô lớn. Tổ chức Giám sát Nước sạch và Thực phẩm Mỹ cho biết, hóa chất melamine được cố tình cho vào nhiều loại thực phẩm ở Trung Quốc để tăng hàm lượng nitơ nhằm vượt qua các kiểm nghiệm về mức độ protein của Mỹ. Hôm qua, Quốc hội Mỹ đã tổ chức phiên điều trần
Trong bối cảnh dư luận nước này ngày càng quan tâm đến việc dán nhãn cho các thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, dùng cho con người. Ngày hôm qua 18 tháng 6, Mỹ đã tiến hành trao giải thưởng Lương thực Thế giới năm 2014 nhằm vinh danh các nhà khoa học có đóng góp to lớn trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho nhân loại. Và năm nay, người được vinh dự trao giải thưởng này đó chính là tiến sĩ Sanjaya Rajaram. Hiện được gieo trồng với tổng diện tích 58 triệu hecta trên toàn thế giới. Giống lúa mì năng suất cao của tiến sĩ Sanjaya Rajaram có khả năng chống bệnh tật và có thể thích ứng với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng khác nhau. Giống lúa mì do tiến sĩ Rajaram nghiên cứu giúp làm tăng 200 triệu tấn sản lượng lúa mì trên thế giới và giúp hàng triệu người tiếp cận được nguồn cung lương thực. Phát biểu tại buổi lễ trao giải tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định, những đóng góp của tiến sĩ Rajaram rất quan trọng trong việc cung cấp nguồn lương thực cho dân số thế giới, vốn đang ngày một tăng cao. Trong vòng 3 thập kỷ tới, dân số thế giới sẽ tăng thêm 2 tỷ người, và đây chính là lúc chúng ta thực hiện một cuộc cách mạng xanh thứ hai. Đó là lý do vì sao tiến sĩ Rajaram vinh dự được trao giải thưởng lương thực thế giới. Hàng trăm giống mới mà tiến sĩ Rajaram đã phát triển đều rất đáng được vinh danh. Tiến sĩ Rajaram sinh ra tại Ấn Độ và hiện là công dân Mexico. Giải thưởng Lương thực Thế giới do Norman Borlaug, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, sáng lập nhằm tôn vinh những tiến bộ trong việc tạo ra những giống lương thực chất lượng cao trên toàn thế giới. Bản tin Nhật ký Cuộc sống ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.